hàng chục linh mục Mexico bị tổ chức tội phạm và ma túy giết và đe dọa. Theo một điều tra của Trung tâm Công giáo Truyền thông Đa phương tiện, tại Mexico, các linh mục cũng phải trả giá đắt cho tình trạng bạo lực tại nước này. Từ năm 2012, đã có hơn 30 linh mục thiệt mạng vì bạo lực. Sát hại chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong bối cảnh các cuộc tấn công, đe dọa, uy hiếp, hành hung và xúc phạm các nhà thờ. Cách nay vài tuần, cha Juan Antonio Orozco Alvarado, dòng Francisco, 33 tuổi, đã thiệt mạng khi không may rơi vào cuộc đụng độ giữa các băng đảng đối nghịch ở bang Durango. Trước đó, vào cuối tháng 3, cha Gumercindo Cortes González, một linh mục 64 tuổi, thuộc giáo phận Celaya, bang Guanajuato, được tìm thấy đã chết vài giờ sau khi mất tích, với những dấu hiệu rõ ràng của bạo lực. Thậm chí trước đó, vào năm 2019, cha Jose Martin Guzman Vega thuộc giáo phận Matamoros bị hành quyết thực sự. Nhắm tấn công giáo hội, theo cha Omar Sotelo, giám đốc Trung tâm Công giáo Truyền thông Đa phương tiện, có thể khẳng định rằng một mặt hiện tượng bạo lực và giết hại các linh mục có mối liên hệ với sự gia tăng của các băng nhóm tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy. Theo nghiên cứu của chúng tôi, trong 80% trường hợp, các linh mục là nạn nhân của tội phạm có tổ chức, chứ không phải tội phạm thông thường. Mặt khác, trong hầu hết các trường hợp, các vụ tấn công này có ý muốn đánh vào giáo hội như một tổ chức vì vai trò ổn định xã hội của nó. Rodrigo Guerra López, một trong những người đứng đầu của Trung tâm Điều tra Tiến bộ Xã hội của Santiago de Querétaro và là thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, xác nhận vấn đề không phải là giết người vì lòng căm thù đức tin, nhưng thường xuyên hơn, nạn nhân là những người gây cản trở cho các nhóm tội phạm.